Vâng, thưa thứ trưởng có thể cho biết là ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu phát động việc tiêm vaccine COVID-19 cho các công nhân ở các khu công nghiệp, đặc biệt là ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Vậy thì cái kế hoạch triển khai tiêm cho công nhân, cho vaccine cho công nhân trong thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào? Như các đồng chí đã biết thì theo chỉ đạo hướng và theo cái tinh thần chung thì hiện nay cái công tác phòng chống dịch của chúng ta vẫn tuân thủ những các nguyên tắc, đó là 5K cộng với vaccine. Đối với việc tiêm vaccine cho người dân thì Thủ tướng Chính phủ đã có nghị quyết số 21 về việc các cái đối tượng được ưu tiên tiêm đầu tiên, đó là những cái đối tượng trực tiếp tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên thì trước cái diễn biến tình hình của đợt dịch thứ tư này thì không chỉ xuất hiện ca bệnh ở cộng đồng mà còn xuất hiện các cái ca bệnh trong các cái doanh nghiệp, trong các cái nhà máy và tại các cái khu công nghiệp. Mà đặc biệt hiện nay thì các cái ca bệnh đã xuất hiện tại các khu công nghiệp của Bắc Giang và Bắc Ninh. Trước cái tình hình diễn biến dịch như vậy thì Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngoài những cái đối tượng mà ưu tiên tiêm đợt đầu cho các cái đối tượng mà trực tiếp tham gia phòng công tác phòng chống dịch thì Thủ tướng đã quyết định là chúng ta tổ chức tiêm cho các cái công nhân mà đối với các cái khu công nghiệp mà ở đó đã xuất hiện những cái ca bệnh. Trước tiên thì Thủ tướng đã quyết định cho tiêm ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Tuy nhiên thì do cái giữa cái nhu cầu và cái khả năng đáp ứng vaccine của chúng ta phải theo lộ trình của các cái nhà cung cấp và các cái nhà tài trợ, nên chính vì vậy cái đợt cấp vaccine lần thứ ba, lần thứ tư này thì Bộ Y tế thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng đã cấp cho Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi tỉnh là 150.000 liều, và hôm nay thì đồng loạt cả hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều tổ chức ra quân tiêm cho công nhân làm ở các cái nhà máy, xí nghiệp trong các cái khu công nghiệp của hai tỉnh này. Và cũng tại chiều nay thì Bộ Y tế sẽ kết hợp với Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiêm cho các cái công nhân, và đồng thời cũng là tổ chức lễ phát động cho cái tiêm vaccine cho công nhân ở Bắc Ninh tại khu công nghiệp Quế Võ. Và đây cũng là cái điểm lễ phát động, và từ đó sẽ nhân ra tiêm cho các cái đối tượng công nhân còn lại. Nhưng tuy nhiên thì nó còn phải phụ thuộc vào cái tiến độ mà cung ứng cấp gấp vaccine của các cái nhà cung cấp, của các cái nhà tài trợ. Bởi vì hiện nay giữa cái việc cung ứng vaccine, cung cấp vaccine của các nhà tài trợ với nhu cầu của chúng ta thì chưa được đáp ứng một cách tương xứng. Hiện nay thì chúng ta đang có cái hoạt động gây quỹ để mua vaccine cho hỗ trợ như vaccine COVID-19. Vậy thì với cái việc mà mình gây quỹ cái hoạt động này thì dự kiến đặt rằng là trong năm nay thì mình có đạt được cái mục tiêu về vaccine COVID-19 mà như Bộ Y tế cũng như Chính phủ đã đề ra để đảm bảo rằng tiêm đạt cái miễn dịch cộng đồng cho 70% dân số hay không ạ? Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại nghị quyết số 21 giao cho Bộ Y tế tiếp cận và cung ứng 150 triệu liều. Nếu mà chúng ta cung ứng đủ 150 triệu liều thì sẽ đảm bảo được cái tỷ lệ tiêm cho trên 75% dân số. Đây là một cái tỷ lệ mà đạt đến miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên thì Bộ Y tế cũng đã rất tích cực tiếp cận với các cái đơn vị ngay từ khi Việt Nam của chúng ta xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Và hiện nay thì COVAX Facility đã cam kết hỗ trợ cho Việt Nam của chúng ta khoảng 39 triệu liều. Rồi Việt Nam của chúng ta đã tiếp cận AstraZeneca thông qua công ty BNDC cung cấp khoảng 30 triệu liều. Cùng với đó thì Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ, rồi Chính phủ đã ban hành nghị định cho phép mà Bộ Y tế ký cái thỏa thuận khung với Pfizer cũng với cái số lượng cung ứng cũng khoảng 30 triệu liều. Cùng với đó thì Bộ Y tế đang đề nghị là mua thêm của COVAX Facility với cái số lượng khoảng
10 triệu liều của AstraZeneca và mua thêm của Pfizer khoảng 10 triệu liều nữa. Cùng với cái số lượng vaccine đó, cùng với cái cấp của các nhà tài trợ, nhà hỗ trợ cung cấp, thì chúng tôi ước tính là cái số lượng 150 triệu liều thì trong năm nay có thể đáp ứng được. Nhưng tuy nhiên thì theo thư rồi theo đề nghị của các nhà cung cấp thì đã có cái lộ trình về thời gian, số lượng, nhưng mà nhà cung cấp thì đều đặt vấn đề là có thể cái thời gian đã bị chậm trễ hoặc cái số lượng thì cũng không được đáp ứng được như cái dự kiến kế hoạch mà hai bên đã đồng ý. Còn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta tiết kiệm tất cả các nguồn chi để tập trung ngân sách cho công tác đáp ứng phòng chống dịch, và trong đó có cái việc đảm bảo kinh phí cho mua vaccine để tiêm cho người dân. Tại nghị định 21 của chính phủ cũng đã nêu, ngoài ngân sách nhà nước thì chúng ta cũng huy động tất cả các cái nguồn lực để mà tập trung cho công tác mua vaccine phòng chống dịch. Và chính vì thế nên Thủ tướng Chính phủ đã phát động và giao cho Bộ Y tế chủ trì cùng với các cái đơn vị có liên quan, chúng ta sớm xây dựng cái quỹ vaccine. Tôi cho rằng cái quỹ vaccine này hình thành cũng là đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và chính đây là cái thể hiện sự đồng sức đồng lòng của tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và kể cả người dân tham gia chung tay cùng với Đảng nhà nước để chúng ta có được cái nguồn vaccine nhanh nhất và nhiều nhất để chúng ta góp vào trong công tác phòng chống dịch, mà theo như thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã nêu, đó là vaccine cộng 5K. Tôi cho rằng khi hình thành cái quỹ vaccine này thì đây cũng là một cái nguồn động lực hết sức là to lớn, góp phần để cùng với ngân sách nhà nước để từng bước chúng ta đảm bảo theo cái tiến độ vaccine để tiêm cho người dân.